thao thông mỹ và miền tây là phần tận nơi doanh tuồng tận tranh hạ mù prong prang tuồng phố prong prong và bị nhựa liệt bị một nữ tập giả cản tuồng ưu rang nắn ta riêng chịu cản cản nữ thà là phần tận nơi kỵ đằng choa bên kỵ lại hồ prương tuổi kết thông việc prong thông tội sáng ân tà lầm thầm liên yêu gia tậu thả băng mai ra vàng ba đi. Miền Tây hồ bồi lịch nghi bộ bày ca thẻ lịch nghi bệ xàm khơ lụy thuần hồ bị nhự bạc 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 chụp ca tăng nước ri gia nắn bị nhự phun cái dầu chạ sô bằng tiền tùm la vang hà mô prang prang tùy tắn tạc cài lịch nghi tùm phun cái dầu lụy thuần bèn tập bẹp bó tàn ca tùm bóp lây bà bì ngu thông ca tăng thẻ thông ca tăng bạc chê bì tây ngạ ca miền Tây bạc khơ tapa tùy cắt tông tapa tà lầm tôi sang mừng ân là một tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ. Nắn thần được cản đây thì cả miền Tây Nam, Long An nắn là vàng tàn nước, khớ hộp cư, hồ ra lô tàn đỏ từ cả tông, tàn lâm nắn hạt chặt đồm tắn, tàn đỏ cả play thang giao, bạ thần phu lòng, tọa yêu nắn cả play mầm tà, thuộc đây thì huyện Châu Tản, hồ cả cậu Nguyễn Hữu tận tặng thầm tốc thuần đi. Giao thập bộ thang, bèn đông bà tha chân ní ca rây, mần bì tây bèn hầu tha chân ní hà rông, nắn tùm phô thang giao prong prang, tà tô cà rụt trung tà bang, mừng tà dòa bộ thang nhu, tìa làm ủ sông bàn tuập lông. Dòm bắn nhu hồ ngăn nắn gặp lại mừng tà, tôi ta lạ thao nắn quần ca liên gia tòa ngọ alam thun cầu lô thay đập bàn phạm lông mư, pháp chẳng nắn như các lần bây giờ do nắn ông rằng bắp lại pi cả ông có ta lạ nắn ông cả phố hồng mai bạn đi play thông cả liên ngay còn do nắn hồ bắt tọa ngăn lại phố hồng mình phố bạn đi nắn buồn pháp yêu phố hà một dạo cả phố chắn lo hồ cả tha và hà ra sắp pháp hồ ăn mát nắn bộ play tọa bạn đi mình bắp play nắn ô hồ cả là vàng po play. Chúng tôi ghé thăm nhà ông Nguyễn Hữu Xuân. Con thà lạ nắn mai ra vàng thằng ông Nguyễn Hữu Xuân, po thằng pro tập bịa, rư cả thập phường thần long, dọa cả chân ni cái nhi can giao, dạ dồi clam trong rụi chót chặt cầm, rư cả thệ thọ ra quân Việt Nam thông cả thằng diệu pháp. Nghệ thuật trang trí ngôi nhà khá phong phú và đa dạng. Ta nập mừng nâng khớ, bà tọa cả phó thang nắn bẹt xin bẩn thà lầu thì pi nắn tần đỏ cả rọ tôi tần rọ rọ tôi nắn tần đỏ bay mừng liêng rọ tôi ngôi nhà được đánh giá là còn khá nguyên vẹn so với trước đây phó thang hô tần ngày nắn tọa bẹt trung tâm mò bạc cặp thông tần lầu cả thẹn thọ cả già tần lầm thang thông cả tần đừng cái già ngại khơ nay nắn phố thang hụt chẳng khích ra lô cả chân đi rung tâm mò thịp thang nay nắn ông cất tà lạ ngã phố thang bà tẹ tà lầm thun tâm bầu tà bàn tốc tài nắn mừng bài vợ cái già can tà lầm thang tà lầm thun tâm bầu lắc tha là pan lạc lâu mừng ngạp lo liên yêu cả nắn cả tắc cai thang hầu tam bầu mệt vuông tổ viên tam tử dòng hầu cả ba bầu mệt vuông tuần thôn liên can nắn thang này chịu phao cả rồng nhiều châu cái giá bí còn ta lạ mừng ngạp vùng hạt chặt tắc của bảy còn tậu cả to phải lao ta đắc ri gia mẹ mừng ta lạ mừng mai bạn đi mừng ca nắn bảy vô cả thang này bịa bận bia nhiều tòng ta giá bí tổ tổ vợ thang và cả ông cọ thật lạ ông cọ lo tư cả ông thật lạ lo tư mư thật lạ tư rai thật lạ nắn bạ rai tụa bạ ni nắn việc khơ là mang play giao bạ cả play thành phú long hỗ trợ rốt mừng tì rai ôm chớ lo tắn tưởng cả anh được tật cho
tôi mong ngọc vôm ta làm là vàng thang giàu này nán pian hô cậu cảnh thầu cậu ta pia thằng ông Nguyễn Hữu Xuân nán bó thang giao do ông Nguyễn Hữu Hoan hô tận tặng ra này bộ phàng thị tím ta cho rải già ba tổ thông chẳng khích của bộ thằng này không gian nhà luôn kết hợp với vườn. Là vàng bò thang biển chấp bạc cầm thông là vàng bườn thông tuồng ca tà nọ biển ca rây thang hô tạ tăng tôi ca thẹ nắn thang bạc tình nắn tần nìn kia tập bụng kia thang thẹ tôi ca sắp chấp bôi dòng hô thang nạ thang cũ mực rước nắn hô tha la vác tho yêu lại nắn là vàng rõ linh nghị. Ngôi nhà này được đầu tư trùng tu toàn bộ. Phó thằng này hồ tận tặng ngạ vợ giàu cả Krung Tha Mo thả lầu tía. Do nắn nhu mong giàu thọ khách hưu cả Krung Tha Mo cả thẻ thọ mừng tình càng. Căn nhà này xây khoảng năm 1800. Phó thằng này hồ tận tặng bụi Usman Blok Taliban. Tân thôn thăm bầu Taliban tốt tả bàn bông mơ nắn nhu trương tạc cài. Tại nên nơi cảnh Long An mừng lý cao hưu bà tỏ nắn nếu mất ý mô tân rực rì gia thông bà bạ vợ. Bình biển khách Krung Tha Mo thẻ thọ ở phố thằng này là vàng nhu nắn mừng tô mét vuông nắn hồ cà clau tận nọ tòa cà tập bên ngạ tôi cà cà hà huế mừng cà bình ngủ la do pháp nghệ thuật trang trí trong ngôi nhà theo mô típ của tận nập mừng cỡ cà phố thang tôi cà thẻ can dao dầu cà pa chảy kinh chứa bình bảy bố nắn ô ca tuổi hạ tài hạ lầy pia nan tuổm ra khớ biển mưng nưng tập pia hô ra lô có cả tả khớ rầy bô cả thẹt thọ cả là vàng và nam bộ dầu chim thông cả tuổm bô cái dâu nắn pia ra lô bạ nạ ca tần đỏ bay mươi liêng nắn hồ chân bô ngạ cái dâu thông cả tần đập mưng nưng khớ ngạ pia cả sơ hạ tài linh yêu thịnh ăn qua thang tận trăng khế hô cả hàn tuồng lát tát trôi hồ mừng thị sai pháp chi cả thệ thọ huệ. Ngoài ra ngôi nhà còn giữ lại những bức tranh tường từ thời pháp vẽ phong cảnh mài thầm thành phú long dụt hạt chặt bắp gọ cả prụ sơn hạt tai thông tôi do bị và bà ni đến với thành phú long ta lâu thì pi nắn tuồng âu rang nắn tọa ta lòng tuồng bò thang giàu đi. Theo chân ông Tư, một người con cháu của dòng họ Nguyễn. Tôi ta cài ông Tư, thà nước ta cho do cậu Nguyễn con thật lạ, mai tán bò thang giặc lâu từ lòng bà lây. Nên nắm bò thang do sợ ai Nguyễn Hữu Toại thông bằng ở vùng tọa. Bộ thang bị rau hô ngã vỡ prong prang, bên chàng bộ thập biệt thật cụ cả bộ can giao. Bạn bạn bị rơi cả đại trí, do thả bộ thang giao lạ. Mang đậm màu sắc của một ngôi nhà cổ. Căn nhà này thì của ông nội tôi thành lập... Bộ thang này nắn... Ông ta là ngạ mừng thị tuân tham bầu ta là bản tốc lâu lâu năm, tăng thuân lâu lâu ta lệ bàn nắn ngạp lo. Bò thang hồ ngạ tùy gà tệ nắn lâu tụ tòa tập bên. Linh yêu thị năn, ta lâu tế nắn ông ta là tòa bà thần nộ khà phun cây dâu, dâu kim quyết, mai chiêu thủy, thông thần nộ phun người quê. Bà nạ nắn hồ a la chạc cà mừng tì krum, bà dụ lạc cà krum, nắn cả rập bòn ya yom hu cả tỏa thước chạy chặt cả ô răng kẹp lá. Với sự cổ kính lại đậm chất nghệ thuật thông thệ can giao khi lại bác phạm bị cái chim mà nâng khớ tuồng phố thang giao than phố lòng ô tô nắn tuồng phố thang tốt tha bọt nhu tổ hồ lý ngài cả tạ đậm mà nâng khớ thệ thọ thang biệt vị trí trong hậu chẳng khách
nếu tổ nắn thật tận nọ trong thoa mai, dòa càn tùm ô sang ngã thang, nạp sang, lo mừng chừng thật tận nọ tụi cả tông ra lộ tội sang ân. Thầy thả bằng mai tấn miệng tay, hạ chặt mai, ra văng tùm phố thang, giao bạ thành phố lòng, chạy bố khâu càn tùm chân ní, buồn bia, bạ là vàng tấn nơ, mừng nuôi lòng an. À.